Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Bùi Xuân Dương. Đây là chương trình Oxy 35 của tập hợp OCA số 35 đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Kính thưa quý vị, khi ông cụ thân sinh của tôi vẫn còn sống thì ông thường hay nói là con người ta có hai cái mắt, có hai cái tai, có hai cái mũi và chỉ có một cái miệng không mà thôi. Thành ra phải nhìn hai lần, nghe hai lần, ngửi hai lần rồi hắn nói. Nhưng mà cậu con trai của bố tôi không chịu nghe lời nên nói lung tung cả lên. Thành ra vì vậy nhiều khi nói xong bị ăn đòn. Đây là cái câu, một trong những câu mà chúng tôi bị ăn đòn. Nghĩa là sau đây nếu quý vị mà cho nhìn là bác sĩ gia đình của chúng tôi nói bác sĩ Dương nói không đúng. Chúng tôi nghĩ là bác sĩ gia đình của chúng tôi tuy phải làm việc nhiều hơn khi khám bệnh nhân của tổ hợp OCA số 35, nhưng chúng tôi không phải vì thế mà không thích tổ hợp này. Nhưng ngược lại, chúng tôi nghĩa là bác sĩ gia đình rất thích tổ hợp OCA số 35 vì có rất nhiều bác sĩ chuyên khoa sẵn sàng chăm sóc cho bệnh nhân, nhất là bác sĩ chuyên khoa về mắt. Kính thưa quý vị, thì một lần nữa thì cái đó là cái vấn đề mà chúng tôi ban đầu thì tưởng là bác sĩ gia đình phải phục vụ cho bệnh nhân nhiều hơn thì họ khó chịu. Nhưng mà ai ngờ cái con số của bác sĩ gia đình năm ngoái, cách đây hơn 2 tháng, chỉ có 60 bác sĩ thôi. Bây giờ tổng cộng lại có hơn 75 người. Và bác sĩ chuyên khoa thì không kể, họ thấy rằng là tổ hợp, thấy được cái vấn đề quan trọng của phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nên nội cái con số mà bác sĩ chuyên khoa về mắt, chúng tôi có hơn 45 bác sĩ chuyên khoa về mắt. Tại vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là cái sự hiện diện của các bác sĩ chuyên khoa trong tổ hợp OCA sẵn sàng khám bệnh cho bệnh nhân của OC, ngay cả những đó là những bệnh nhân chỉ có cả Medi-Cal không mà thôi, là một cái điều mà chúng tôi rất là hãnh diện và thành thật cảm ơn tất cả các bác sĩ và tất cả các sĩ nào đó đã giúp cho chúng tôi, giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trở thành một cách là vững chãi. Thì khi mà cái này thì đi, cái đây là một cái tin rất đáng bị ăn đòn. Phải không bác sĩ Thái? Bác sĩ Dương ăn đòn cái này thì quá chừng. Nhưng mà thường người ta nói là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thì khi mà mình, đây là cái bức hình mà khi ông bố trừng phạt người con, đánh người con xong, ông ta hối hận rất là nhiều và đứa con thì khóc mà chắc trong đầu là rất ghét, ghê gớm lắm. Bác sĩ Thái, bây giờ chúng ta cũng có thể trừng phạt cơ thể của mình bằng cách nhìn cái hình đeo sau đây. Chà, bác sĩ Dương là chơi với cái trò bí hiểm. Tôi lúc đầu tôi không hiểu tại sao mang cái vụ mà là cho roi, cho vọt, rồi cho ngọt, cho bùi. Thì thật sự bây giờ mới là chúng tôi với cái hình này tôi mới hiểu tại sao. Vâng, thì kính thưa quý vị, nếu cái chuyện này, tuy cái hình này là một cái hình đùa, nhưng mà bác sĩ Dương, đây là một cái chuyện mà rất quan trọng và đó là một sự thật. Chúng tôi sẽ xin kính kể một chuyện của một người thân nhân trong gia đình. Người đó là một người mẹ, có một người con. Con thì thích ăn, mập rồi, mập thật nhiều rồi, tức là gọi là obese, tức là phì rồi chứ không phải là mập nữa. Nhưng mà thương con thích ăn, thì thay vì gọi là dữ dằn với con, bảo con không được ăn, thì con thích ăn gì, mẹ nấu cho con. Mặc dầu thấy cái hậu quả của cái ăn nhiều, thấy cái hậu quả của bệnh mập phì, nhưng mà thương con thì vẫn nấu cơm thật nhiều cho con ăn, làm những cái điều như là nấu những cái món ăn nhiều calorie để cho con mình ăn và mỗi ngày còn mập thêm. Vâng, đó là một cái tình thương mà nhiều, tôi nghĩ tình thương đó đặt sai. Vâng, thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Thường thường nghiêm chỉnh dạy dỗ đôi khi khó lắm. Nhiều khi tôi cũng vậy, là bác sĩ Dường, con mình đôi khi nó làm cái gì thôi mình cũng muốn yên đi, nhưng mà hên có là bà xã thôi, cả ngày gọi là sửa đổi nó lại, thì may cho tới ngày này nó cũng còn được khá. Vâng, thì ghét cho ngọt cho bùi. Thật sự nếu mình cho thân nhân của chúng mình ăn những đồ ngọt nhiều, ăn những đồ có calorie nhiều, thì thật sự đó là ghét. Vâng, kính thưa quý vị, bác sĩ Thái khôn lắm để cho vợ mình mang tiếng là vợ chẳng.
Thưa quý vị, thì thật sự mà nói thì trong gia đình chúng tôi cũng vậy, mẹ là người mà hay la con nhiều nhất, nên là nhiều khi lúc nhỏ mình cũng không có cũng hơi oán một chút, nhưng mà càng lớn mình cứ thấy là lòng mẹ, nhờ mẹ dạy dỗ như vậy nên mới có ngày hôm nay. Thì bác sĩ Dương cho tôi nhớ mạnh kiểu thì thật sự đó là phải có ơn, tại là vì bây giờ đó khi mà có thể nhỏ, đứa bé nó không thích mẹ, nó thích bố hơn. Nhưng mà khi mà con tôi giờ nó lớn lên 30 tuổi rồi, thì mỗi ngày nào cũng thế, tuy không muốn sống chung với gia đình, mà cứ mỗi một ngày đó gọi phone thì thầm nói chuyện với mẹ, ít khi nói chuyện với bố lắm rồi. Thì cái đó con mới hiểu, cái đó là cái tình thương. Vâng, kính thưa quý vị, trong cái tinh thần của anh gì bổ nấy thì hôm nay chúng tôi gửi đến thưa quý vị một cái bức hình là anh gì bổ nấy. Thì trong đây quý vị thấy là đây là cái xương này mà nướng lên mà ướp thịt này ngon vô cùng. Cái cục xương ở đây, ăn xương thì bổ xương, ăn thịt thì bổ thịt. Thì kính thưa quý vị, cái bức hình này, còn cua la này nó nói là nếu tôi không cần ăn xương, tôi cũng có calcium về bác sĩ Thái. Những loại thú như thế này nó chỉ ăn cỏ và ăn rau thì lấy xương đâu ra bác sĩ Thái. Vâng, thì cái này chúng mình lại phải trở về tạo hóa. Tạo hóa gọi là cái sức mạnh của tạo hóa rất huyền nhiệm. Ông trời ông sinh mình ra, gốc mình ăn cái gì thì mình ăn cái đó khỏe. Và mình đi ngược lại thiên nhiên, ông trời sinh mình ra ăn rau ăn cỏ, mình ăn thịt thì cái lúc đó gọi là mình yếu hơn. Mọi người vẫn thường nói, cái ngộ nhận thường thường là nói là ô tôi yếu quá, tôi không ăn thịt tôi yếu quá, hôm nào tôi ra tôi ăn thịt một cái là tôi khỏe liền. Vâng, kính thưa quý vị, tôi nghĩ đó là cái sức mạnh của sự tưởng tượng. Mình tưởng tượng mình yếu, mình sẽ yếu, mình tưởng tượng mình khỏe thì mình sẽ khỏe. Vâng, thì bao nhiêu người, những cái người mà bác sĩ Dương đây nói, cái con nó tên gì bác sĩ Dương? Cái cua la thì phải. Cua la đó. Con nó tôi không có nghiên cứu là cái thiên nhiên đồ ăn của nó là cái gì. Nhưng mà tôi nghiên cứu rất nhiều đồ ăn của con người là cái gì. Và chúng ta đã thấy đó, những cái người lực sĩ nổi tiếng thế giới, số 1 thế giới, trong đó có người điền kinh gọi là Carl Lewis. Ông đó là nắm được tất cả những cái giải vô địch về chạy điền kinh. Và ông đó là một người vegan. Vegan tức là chỉ có ăn rau không, chứ không có trứng, không có sữa, không có cái gì mà đụng tới gọi là thúc vật. Ok, đó là tại sao? Tại là ông trời ông sinh ra chúng ta như vậy. Chúng tôi có thể gọi là đưa dẫn kiến cho quý vị rất nhiều. Chúng ta là gốc ăn rau, ăn cỏ. Nhưng mà chúng tôi đã nói rất nhiều. Mong rằng quý vị kỳ này tin lời chúng tôi. Con người ăn rau, ăn cỏ là cái vấn đề thiên nhiên. Và ăn rau, ăn cỏ rất khỏe, khỏe cho sức khỏe chúng ta và khỏe luôn cho tất cả những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta, từ óc tới tim tới thận tới phổi tới gan. Vâng, kính thưa quý vị, như trong bức hình này thì quý vị thấy là ngoài cá với thịt thì có rất nhiều các loại thức ăn khác nhau, nó có nhiều chất calcium, trong đó có các loại almond, các loại đậu, các loại bean. Sữa, nếu quý vị không ăn sữa, không ăn chi dược thì không có phải lo. Có gọi là peas hoặc ngay cả cam mà quý vị ăn, và broccoli cũng như nhiều loại rau cỏ khác nhau. Như quý vị cũng biết rằng là bác sĩ Thái nói về rất nhiều dầu, rất là nhiều. Và cái dầu là nhiều khi người ta cứ ngộ nhận, thưa bác sĩ Thái, có những cái dầu rất tốt và có những cái dầu không được tốt cho lắm. Thì đây là bức hình của một cái chai dầu olive với mấy trái olive. Bác sĩ Thái là người nghiên cứu về dầu olive rất là nhiều, xin bác sĩ Thái giải thích dùm. Vâng, kính thưa quý vị, trong phần dinh dưỡng là chúng ta chỉ có ba loại thôi: protein là chất đạm, đường là carbohydrate, ba là fat, ba là chất dầu mỡ. Thì đây là một cái loại dầu olive. Thì thời giờ sắp sửa gọi là hết trong chương trình đầu, chúng tôi sẽ nói sơ sơ là cái dầu olive là mỡ nó có những loại tốt và mỡ xấu. Mỡ thịt heo, thịt bò là không có tốt. Mỡ của thực vật như là avocado, olive hoặc là nuts, hạt dẻ, đó là những mỡ tốt. Chúng tôi sẽ khai triển về cái vấn đề này sau phần nghỉ. Vâng, kính thưa quý vị, thì thật sự mà nói là nếu mà chúng ta mà ăn cái chất calcium nhiều để chúng ta, cái xương chúng ta nó tốt, nhưng mà cần phải tập thể dục. Và sau phần 2 chúng tôi sẽ nói nhiều hơn là tập thể dục thế nào để cho nó cái xương nó được cứng cáp. Đây là một bức hình nó gọi là resistance training. Cái resistance training là cái gì? Và chúng tôi sẽ quay lại sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời máy.